Kem Mejiro có dùng được cho bà bầu không? Đây chính là câu hỏi mà chị em nào đang mang bầu cũng rất quan tâm. Ở giai đoạn này mình xấu đi nhanh lắm, nhưng lẫn lộn giữa sắc đẹp và sức khỏe của đứa con trong bụng khiến bạn sẽ phân vân nhiều lắm. Nên hay không nên dùng kem Mejiro khi bạn đang mang thai thì hãy theo dõi video bên dưới, để shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ giải thích ngay sau đây nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nếu bạn đang có bầu, bạn có thể sử dụng kem Mezuji để dưỡng da và chăm sóc cho da mặt. Nhưng bạn nên xem kỹ video này để đảm bảo an toàn cho bạn nhé. Còn shop mình thì vẫn luôn khuyên khách hàng không nên dùng bất cứ mỹ phẩm nào trong suốt thời kỳ thai nghén, nhưng vì một số lý do về tính chất công việc hoặc tâm lý thì bạn nên cân nhắc sử dụng và xem thêm những thông tin sau để có thể quyết định nên dùng kem hay không nhé. Kem Mezuji dùng được cho bà bầu vì những lý do sau. Các thành phần của kem này đều chiết xuất từ tự nhiên và lành tính nên có thể sử dụng ngay có khi bạn đang mang bầu. Bạn có thể xem chi tiết các thành phần được in trên vỏ hộp kem. Với các thành phần tự nhiên lành tính và an toàn, thì nếu bạn đang có mang thai thì vẫn có thể dùng được. Bạn cũng có thể yên tâm dùng kem Mejuri trong những tháng bạn mang bầu. Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng thì không nên dùng nhé, nó vừa ảnh hưởng đến tâm lý, lại vừa khiến bạn bất an thì sẽ không tốt trong giai đoạn thai kỳ này. Vì dù sao thì mình cũng nên ưu tiên cho những gì mình cho là quan trọng hơn, những gì mình nghĩ là đúng và làm để không hối hận về sau nhé. Lưu ý đầu tiên quan trọng nhất đó là bạn phải mua được kem thật chính hãng. Bởi vì kem thật thì mới đảm bảo được các thành phần trong kem rõ ràng, an toàn, hiệu quả và hàm lượng các chất ở mức cho phép. Sản phẩm cũng được thử nghiệm và kiểm định một cách nghiêm ngặt trước khi tung ra thị trường. Nếu như bạn đang mang thai mà lỡ mua nhầm phải kem giả thì những hóa chất độc hại có trong kem không có nguồn gốc sẽ gây nguy hại cho da, không những thế còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và em bé nữa nhé. Thứ hai là lúc mang bầu sẽ có những giai đoạn quan trọng và nhạy cảm. Giai đoạn quan trọng nhất là 3 tháng đầu tiên. Đây là giai đoạn mà ngay cả chính bạn cũng sẽ thấy luôn lo lắng và hồi hộp nhất bạn vừa hạnh phúc vui mừng, lại vừa lo lắng và hồi hộp. Ở giai đoạn này hóc môn thay đổi rất nhiều nên khiến da mặt bạn rất xấu, chính vì vậy mà bạn cũng sẽ nghĩ ngay đến việc dùng kem Mezuji hay mỹ phẩm nào đó để làm cho mình bớt xấu. Thì bạn hãy cân nhắc sử dụng kem trong những tháng đầu nhé, bên shop mình là bán hàng, nhưng những gì mình thấy tốt và nên làm thì sẽ khuyên khách không nên dùng mỹ phẩm trong những tháng ngày mà bạn có bầu đâu nhé. Kem Mezuji hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Mezuji hàng chính hãng. Bên mình nói thẳng luôn là nếu bạn muốn mua hàng chính hãng yên tâm, mà không phải lo lắng nghĩ ngợi nhiều, thì mua của shop mình. Bên mình cam kết bán hàng chính hãng 100%. Bạn đừng quan tâm đến giá, mà hãy quan tâm đến chất lượng, vì kem bôi lên mặt thì không thể nào đùa được. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.